đạo diễn Trương Phong. Biên kịch Tan Giới với sự tham gia của các diễn viên chính: Trần Hiểu trong vai Thục Xã, Vĩnh Nhi trong vai Đào Hoa, Vương Tử Nghị trong vai Lưu Vũ, Đào Tuệ trong vai Chu Tinh Hoa, Tuyết Ly trong vai Chu Doanh Doanh, cùng sự tham gia của một số diễn viên. Lúc nãy thấy Đào Hoa và Lưu Vũ thân mật như thế, anh không vui à? Chúng tôi đã chia tay rồi. Nếu như tình cảm của hai người thật sự có thể giải quyết bằng hai từ chia tay thì tốt rồi. Thật ra trong lòng anh rõ ràng là có cô ấy. Có thì sao, mà không có thì sao? Dù sao cũng đã là quá khứ. Hiện giờ tôi và cô ấy không thể nào ở bên nhau được nữa. Thục Khả, nếu có một ngày anh và Đào Hoa thực sự trở thành quá khứ, thì anh có cân nhắc để đón nhận một mối tình mới không? Đương nhiên là thế rồi. Tôi là người trưởng thành, chuyện tình cảm luôn có hợp và tan. Chẳng lẽ tôi phải làm hòa thượng cả đời sao? Đi thôi. Chú Minh, lý do gặp chú ở đây có vẻ không có gì là bất ngờ. Chú có ý gì? Cậu từng câu cá chưa? Người đi câu muốn câu được con cá lớn thì cũng phải có cái mồi câu đàng hoàng. Đây chính là mồi câu. Một mồi câu lớn. Xem thử đi. Thank you.
Tôi không ngờ loại người như Chung Tinh Hoa mà cậu cũng nuốt trôi được. Sao chú lại có được thứ này? Cậu chỉ cho phép người mình thuê đi điều tra Chung Tinh Hoa mà không cho tôi làm vậy sao? Nếu Minh Tổng chịu ra giá gấp 3 để mua báo cáo điều tra này thì làm gì có ai chê tiền nhiều chứ? Ông yên tâm, tôi biết đối phó với Lưu Vũ thế nào. Cao tay. Lưu Vũ, loại người như Chung Tinh Hoa chơi đùa thôi thì được, đúng không? Trước kia chưa biết lai lịch của cô ta, giờ biết rồi thì cùng lắm là chia tay cho xong. Nhưng Lưu Vũ à, cậu có tưởng tượng thử rằng nếu thứ này lưu truyền trên mạng thì kết quả là gì không? Chú Minh, chúng ta đừng vòng vo tam khốt nữa. Chú muốn gì thì cứ nói thẳng. Thanh niên trẻ có khác. Mới đó đã lật bài rồi. Được thôi, thế thì chú Minh nói thẳng. Tôi muốn hạng mục chỉ thích xem trong tay cậu. Vậy nếu tôi nói không thì sao? Vẫn được thôi. Xem ra cậu thật sự muốn học theo Nhất Đại Kiêu Hùng. Chỉ cần nắm chắc giang sơn trong tay, mỹ nhân thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Được đấy. Chung Tinh Hoa này đã lừa gạt cậu biết bao nhiêu lâu nay. Hãy để chú Minh giúp cậu trút giận. Chú Minh, sao thế? Nếu như tôi đồng ý với chú thì chú sẽ tha cho cô ấy đúng không? Trước nay cô ta chưa bao giờ là mục tiêu của tôi. Trong mắt tôi chỉ có cậu. Được, tôi đồng ý với chú. Ngày mai tôi sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng trước đó, tôi muốn có tất cả tài liệu có liên quan đến Chung Tinh Hoa, từ bản chính đến bản phụ, tất cả. Chắc chắn nhé. Chắc chắn. Được lắm. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp cổ đông là để tuyên bố một chuyện. Tôi và tổ của mình sẽ rời khỏi hạng mục chỉ thích xem. Lưu Vũ, từ nay về sau, những thứ có liên quan đến hạng mục này sẽ do Minh Tổng phụ trách. Khi Lưu Tổng đột ngột đề xuất chuyện này với tôi cũng cảm thấy cực ngạc nhiên và nuối tiếc. Mọi người đều biết rằng hạng mục này luôn được Lưu Tổng toàn lực thúc đẩy. Nhưng cũng không sao, tất cả mọi người đều là người của Đại Việt cả mà, đúng không? Dù có là tôi hay Lưu Tổng làm, thì đều phải đảm bảo lợi ích của mọi người. Chuyện này thì xin mọi người cứ yên tâm. Minh Tổng nói đúng. Tôi phải sửa sang tài liệu của hạng mục nên đi trước. Xin lỗi vì không thể bàn tiếp. Đúng là đáng tiếc mà. Lưu Vũ, anh có ý gì? Sao anh lại muốn rời khỏi hạng mục?
Anh phải cho em lời giải thích chứ. Ngải Kỳ, chị Đào Hoa, được thấy cô ở công ty, không biết có nên nói điều này hay không. Chị nói đi. Dù là sự kiện giày cao gót hay vấn đề hạng mục, khi Thục Khả ở Nhập Huy luôn cất nhắc cô. Có lẽ mọi người cảm thấy anh ấy đối xử tốt với cô là để giúp các đồng nghiệp khác, nhưng Thục Khả không nghĩ thế. Anh ấy cảm thấy cô là người mới nên luôn khuyến khích cô, chuyện gì cũng tranh thủ cho cô. Thế sao? Thật ra tôi nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, không thuyết phục bằng hành động. Tôi không biết tại sao cô lại đến chỗ Minh Vạn Bằng, nhưng tôi hy vọng vào những lúc mấu chốt cô có thể giúp Thục Khả. À đúng rồi, mới nãy dưới lầu tôi thấy Lưu Vũ và Chung Tinh Hoa cãi nhau rất gay gắt. Họ đã đi đâu? Lái xe đi mất rồi, tôi không biết nữa. Lưu Vũ, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Hạng mục mà chúng ta đã làm ròng rã 3 tháng nay, anh chấp tay nhường cho người khác thế sao? Hay là Minh Vạn Bằng? Làm sao? Chỉ là hạng mục thôi mà, đúng không? Người ta giỏi, người ta có thể làm tốt hạng mục này thì để người ta làm đi. Đừng lừa em nữa được không? Em hiểu anh rất rõ. Có phải ông ta nắm giữ thứ gì đó? Nếu không thì chắc chắn anh sẽ không từ bỏ. Anh có tài cán gì mà nắm chứ? Hạng mục là của anh, là của anh. Anh muốn cho ai thì cho. Đi đi, anh không muốn nói với em nữa. Anh mệt lắm. Để anh yên tĩnh suy nghĩ. Anh biết hết rồi sao? Anh biết rồi. Vậy thì chúng ta không thể cứu vãn. Anh không thấy. Anh thực sự chẳng thấy gì cả. Anh không biết. Không biết ai để nó ở đây. Anh không thấy gì cả. Em từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là dáng vẻ của em khi trước. Khi phẫu thuật thẩm mỹ, em muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Thật ra em không quan tâm người khác có biết hay không. Em chỉ quan tâm anh có biết hay không. Em không biết em sẽ khiến anh chịu tổn thương nhiều như vậy. Ngày nào em cũng lo anh có biết không. Anh có biết quá khứ của em không? Nhưng anh vẫn phát hiện rồi. Em xin lỗi. Là em phụ anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Đủ rồi. Những thứ này đều không quan trọng. Quá khứ có gì mà quan trọng chứ? Ai mà không có quá khứ? Anh không quan tâm. Chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Anh không sao. Đừng té nữa. Không sao đâu. Anh đừng té nữa. Có được gì đâu. Anh có té nữa cũng không thay đổi được quá khứ của em đâu. Em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì quá khứ của mình như bây giờ. Chúng ta không thể cứu vãn được đâu. Em đã phụ anh. Từ đầu em đã phụ anh rồi. Không sao. Không sao đâu. Anh có thể đưa em rời khỏi đây. Sau đó đóng cửa lại. Làm gì vậy? Sao nghiêm túc thế? Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng. Lưu Vũ không thể dễ dàng chấp tay dâng hạng mục chỉ thích xem này cho người khác. Chắc chắn là do Minh Vạn Bằng làm gì xấu rồi. Nên cậu phải giúp tôi điều tra Minh Vạn Bằng rốt cuộc đã giở trò quỷ gì sau lưng. Được, cậu đợi tin tức của tôi nhé. Lưu Vũ, em hỏi bảo vệ rồi, anh đang ở trong, mau ra mở cửa đi. Lưu Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh mau mở cửa đi. Lưu Vũ, anh sao vậy? Em tìm anh đến trưa, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đưa hạng mục cho Minh Vạn Bằng? Anh nói đi.
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói với em đi chứ. Đây là gì? Minh Vạn Bằng lấy cái này để uy hiếp anh. Chung Tinh Hoa có biết không? Em đang hỏi anh đó. Thế cô ấy đâu? Lưu Vũ Anh. Chung Tinh Hoa, cô mở cửa ra đi. Cô đừng gõ nữa, trong nhà không có ai đâu. Sao lại không có được, Chung Tinh Hoa? Sao cô phá kính thủy tinh nhà người ta? Chung Tinh Hoa, cô tự tiện đập nát cửa kính nhà người ta, còn tự tiện xông vào nhà dân. Chung Tinh Hoa, cẩn thận, tôi báo cảnh sát đó. Thật sự không thể vào, trong nhà không có ai. Cô đi ra, chỗ này không có đâu. Đội bảo vệ nghe rõ trả lời, ở đây có người tự ý xông vào nhà, còn đập cửa kính nhà người ta. Chung Tinh Hoa. Chung Tinh Hoa. Anh mau đến đây. Cô tỉnh lại đi, cô này. Cô tỉnh lại đi, Chung Tinh Hoa. Mau gọi xe cứu thương đi chứ. Alo, 120 đúng không? Ở đây có người cắt cổ tay tự sát. Sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ? Con xem chân ba con này. Sao thế? Sao Lưu Vũ đưa hạng mục cho ba? Ba đã làm gì? Con nói gì đó? Là vì thứ này đúng không? Con lấy nó từ đâu? Không biết là gì thì sao lấy được chứ, ngốc thật. Vào đi. Đây là hợp đồng mà Thục Tổng đã ký. Tôi và tổ của mình sẽ rời hạng mục chỉ thích xem. Ba. Ba
ba dùng cái này để ép Lưu Vũ sao? Ba quá hèn hạ rồi. Mày nói gì? Trong lòng con, ba là người ba tốt. Những chuyện trước kia ba làm con có thể thông cảm, nhưng con thật sự không hiểu nổi chuyện này. Mày thì biết cái gì? Tao nói cho mày biết, Phục Khả và Lưu Vũ cũng có ngày bắt tay chơi chết tao. Cái này gọi là thiên hạ thủ vi cường. Dù ba muốn đối phó Lưu Vũ và Thục Khả thì không dùng con đường chính đáng được sao? Đừng dùng mưu hèn kế bẩn này được không? Mày càng nói càng quá quắt rồi. Con nói sai sao? Ba lợi dụng quá khứ của Trung Tinh Hoa để uy hiếp Lưu Vũ. Ba có biết như thế sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho người khác không? Trung Tinh Hoa không làm chuyện gì thì tao có chuyện mà uy hiếp thằng nhãi đó sao? Tao nói với mày bao nhiêu lần, thương trường như chiến trường, thứ cuối cùng cần tranh giành là thắng hay bại, không ai quan tâm quá trình, không cần biết mày dùng chiêu gì, có thế thôi mà cũng không hiểu. Tới tận hôm nay con mới hiểu rằng mình luôn tự lừa dối mình. Con không muốn nghĩ ba đê tiện như vậy, vì ba là ba của con. Nhưng con thật sự không muốn lừa dối người nữa ba à. Mọi chuyện mà ba làm đều đê tiện vô cùng. Thằng mất dạy. Mày dám nói tao như thế? Ba, cái tát này của ba đã khiến con tỉnh táo lại rồi. Từ nay trở đi, ba hãy tự giải quyết cho tốt đi. Mày đi đâu? Quay lại. Được rồi. Cô tỉnh lại rồi. Hôm qua cô làm chúng tôi sợ chết khiếp. Sao lại ngốc thế chứ? Tại sao là cô? Cô cứ nằm đi. Cô không nên cứu tôi. Tôi biết chuyện tấm ảnh rồi. Tôi biết cô cảm thấy rất khổ sở. Tôi cũng không biết phải an ủi thế nào. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta nên dũng cảm mà đối mặt. Cô nhìn tôi đi. Tôi đã mất hết mọi thứ, nhưng chẳng phải ngày nào cũng buộc phải gặp tên rác rưởi Minh Phạm Bằng kia hay sao? Những người làm như vậy toàn những kẻ tiểu nhân chui rút trong chỗ tối. Chúng ta là những người sống trong ánh nắng sáng rỡ, không cần để ý đến họ. Người luôn sống trong ánh nắng sáng rỡ là cô. Còn tôi thì luôn sống trong quá khứ tội ác.
tôi không còn lựa chọn nào khác. Có một câu này tôi cảm thấy rất hay. Lúc người ta cảm thấy đã trễ mới chính là thời điểm sớm nhất. Chỉ cần cô muốn bắt đầu lại thì sẽ không muộn. Thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Cô xem, chẳng phải tôi cũng bắt đầu lại từ đầu sao? Cô chảy bao nhiêu là máu, lại còn ngủ mê lâu như vậy, chắc là đói lắm. Tôi đi mua đồ ăn cho cô được không? Có muốn ăn không? Có. Vậy giờ tôi đi mua ngay. Đào hoa. Cảm ơn cô. Trách sao Lưu Vũ lại chịu dân hạng mục ra? Thì ra là để bảo vệ Chung Tinh Hoa. Không ngờ đấy, tên Lưu Vũ này đúng là thật lòng với Chung Tinh Hoa. Cái lão cáo già Minh Vạn Bằng này đúng là mưu hèn kế bẩn gì cũng dùng được. Chỉ cần ông ta còn ở Đại Duyệt ngày nào, là ngày đó tôi còn sợ Lê Tổng sẽ nối gót gì dịp. Vậy cậu muốn xử lý ra sao? Phải nghĩ cách mới được. Người đâu mất rồi? Cô ơi, bệnh nhân ở phòng số 6 vừa đi đâu rồi? Phòng số 6 sao? Ban nãy khi tôi đi kiểm phòng, cô ấy xin mượn tôi giấy bút. Cô đừng nóng để tôi tìm giúp. Đào Hoa, cảm ơn cô đã không màng hiềm khích khi xưa mà an ủi và chăm sóc tôi. Qua lần này, tôi đã hiểu ra nhiều chuyện mà trước nay vẫn u mê không chịu chấp nhận. Mọi người không cần nhớ thương tôi đâu. Tôi chọn rời đi không phải là để trốn tránh. Tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ coi thường mạng sống của bản thân nào nữa. Cuối cùng, tôi chúc phúc cho cô và Lưu Vũ. Lưu Vũ, em đã nghĩ đến rất nhiều kết cục, nhưng chẳng thể ngờ lại là thế này. Con người khi còn sống, mỗi lần gặp gỡ đều có thể là một khởi đầu hoàn toàn mới, hoặc có thể chỉ là một phút thoáng qua. Em vốn tưởng rằng quen anh sẽ là một khởi đầu mới. Khi em đã chạm đáy tuyệt vọng với cuộc sống này, anh mang đến cho em tia sáng duy nhất. Nhưng ngay từ đầu em đã biết, em không có quyền yêu cầu xa vời rằng anh sẽ bước vào thế giới của em để tiếp nhận những quá khứ đáng sợ xưa kia của em. Anh biết không? Khoảng thời gian ở bên anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời em. Em nghĩ như thế đã đủ rồi. Cuối cùng em chúc anh sớm ngày tìm được cho mình bến bờ hạnh phúc. Nếu có duyên thì gặp lại. Cục sạc đâu nhỉ? Cậu thông báo hết chưa? Yên tâm đi, tôi làm xong rồi. Chỉ một mình thôi à? Lát nữa cậu cứ nhắm vào cái giấy, quất một phát đừng nương tay. Phải quất cho chim bay đầy đầu ấy. Thục Khả, em muốn nói chuyện với anh. Vậy tôi đi trước.
Sao trong máy tính của anh lại có ảnh của Chung Tinh Hoa? Khi em cắm sạc vô tình nhìn thấy, em mong anh trả lời. Đào Hoa mà anh biết khi gặp chuyện thế này chắc chắn sẽ gầm thét với anh. Sao hôm nay lại bình tĩnh thế? Thuộc Khả mà em biết sẽ không giận vì Đào Hoa cố ý gây sự, mà luôn nhẫn nại để giải thích chuyện xảy ra. Anh ấy đã ảnh hưởng đến em. Em đã trả lời câu hỏi của anh. Đến lượt anh trả lời. Có phải em nghi ngờ hạng mục kia của Lưu Vũ là do anh và Minh Vạn Bằng hợp tác cướp mất hay không? Không phải. Em đang muốn hỏi anh rằng tại sao trong máy anh lại có ảnh của Chung Tinh Hoa? Nếu anh nói rằng bối thác phát hiện ra nó trong máy tính của Minh Vạn Bằng, sau đó gửi cho anh thì em tin không? Tin. Em trả lời nhanh thế à? Chỉ có Minh Vạn Bằng mới có thể lợi dụng quá khứ của Chung Tinh Hoa để ép Lưu Vũ từ bỏ hạng mục vất vả lắm mới đàm phán được. Chỉ có ông ta mới dùng mưu hèn kế bẩn thế này để có được thứ mình muốn. Chuyện của anh và Hứa Hiểu Huệ chẳng phải do ông ta một tay bày ra sao? Chuyện gì vậy? Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, màn kịch của anh đổ bể rồi, anh có thể cút được rồi. Đi cùng cái ả họ Hứa sâu mọt ấy lẫn vào bùn đi, đó là nơi phù hợp cho hai người đó. Được thôi, em đã biết rõ như thế, còn hỏi anh làm gì? Vậy anh có thể nói em biết tại sao lại muốn đến Đại Duyệt làm việc không? Không sao, sớm muộn gì em cũng biết thôi. Đào Hoa, em thật sự thay đổi rồi. Thay đổi đến mức anh không nhận ra nữa. Nếu trước kia thế này thì chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Anh làm vậy là muốn cho em trưởng thành. Anh thụ và mẹ em sau này đều phải dựa hết vào em. Nếu em không trưởng thành thì sao có thể chăm sóc được cho họ? Đây là thứ gì vậy? Một đống thuật ngữ chuyên nghiệp, đủ thứ màu còn nhiều lắm thế này. Ai mà đọc hiểu cho nổi? Khi Lưu Vũ đưa chúng cho cô không nói thêm gì sao? Không ạ. Cái thằng này muốn phá tôi đây mà. Minh Viễn đâu? Gọi Minh Viễn đến đây. Hôm nay Minh Viễn không đi làm. Gọi điện thoại cho nó. Gọi rồi nhưng không bắt máy. Đến lúc mấu chốt thì chẳng ai khiến tôi bớt lo cả. Lát nữa họp, thế này chẳng phải sẽ khiến tôi... Thế này làm sao đây? Nếu không thì để tôi đi. Trước kia ông đã kêu tôi chỉnh lý tài liệu. Tôi đã đọc qua một lần, chắc sẽ nhanh chóng nắm bắt được. Được được, vậy cô làm đi. Vậy để tôi làm. Được được. Tôi sắp mệt hết luôn rồi. Hôm nay chơi vui nhỉ. Đúng thế, không mệt, chẳng mệt chút nào. Phải sâu bao nhiêu mới quên được nỗi nhớ. Không còn kiếp sống nữa. Doanh Doanh, đi nào. Doanh Doanh à, tôi thấy một người bạn. Tôi đi chào hỏi anh ta. Các cậu đi trước đi, bye bye. Vậy đi trước nhé. Các cậu đi nhé. Không rút ra thì khổ sở biết mấy. Tình cảm sâu đậm bao nhiêu mới tồn tại được. Đến chết vẫn muốn yêu. Liệu không yêu có vui hơn hay không? Minh Viễn. Minh Viễn. Chỉ có vậy. Cái tên này.
mới có thể sảng khoái mà yêu. Sao anh ở đây một mình? Ông bố kia của anh sao không đến xử anh? Đang hỏi anh đấy. Đừng có lay anh. Đi thôi Minh Viễn. Đây là nhà anh. Về nhà rồi. Đi thôi. Về nhà rồi, đừng có lay. Đây là giường của anh. Về nhà rồi. Đi thôi. Minh Viễn, đừng lay tôi. Đi nào. Đừng có lay. Lưu tổng, định đi công tác à? Nghỉ. Nghỉ sao? Nghỉ ngơi khoảng một thời gian. Là nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại tình cảm anh dành cho Chung Tinh Hoa sao? Nếu giờ anh không đi tìm cô ấy. Không. Thật ra em biết anh vẫn yêu cô ấy. Cứ thế mà từ bỏ một người mình từng yêu, anh không thấy tiếc sao? Bây giờ không phải vấn đề anh muốn hay không, mà là Tinh Hoa, cô ấy không bước qua được ải của chính mình. Nếu giờ anh còn dây dưa với cô ấy nữa, thì đôi bên chẳng lợi lộc gì cả. Còn dây dưa được thì tức là còn yêu mà. Đã bảo là giờ họp mà, sao lại không có ai hết? Tôi đã thông báo hết cho các bên không thiếu. Vậy sao lại thế chứ? Tôi đã thông báo với những người khác là ban quản trị hủy bỏ. Thục tổng, cậu có ý gì? Đây là cuộc họp hội đồng đầu tiên sau khi tôi nhận hạng mục chỉ thích xem. Sao lại hủy bỏ chứ? Chân chân ni hoa.